20 ử nhỉ tháng năm trôi. Sóng bồi thêm bãi, thuyền thêm bến. Gió lộng đường khơi, rộng đất trời. Tần Phát Etech, 20 năm một chặng đường, chung một ý chí, vững một niềm tin. Chúng tôi đã sống đàng hoàng, làm tử tế, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho hơn 700 cán bộ công nhân viên toàn hệ thống. Những nhà máy sản xuất hiện đại, công nghệ cao xuất hiện tại Việt Nam như nhà máy Piaggio, VinFast thuộc tập đoàn Vingroup, Hyundai Đồng Vàng, Honda Việt Nam, các đại lý 3S của BMW, Mercedes, Toyota, Ford, các gara trên toàn quốc. Những công trình dự án dạy nghề vốn trong nước và vốn ODA nước ngoài, những trạm đăng kiểm trên khắp Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện dưới bàn tay khối óc của con người Tần Phát Etech. 20 năm về trước, Tần Phát Etech ra đời trong ước mơ của hai vị thuyền trưởng bản lĩnh Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Trung Phong về một tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tự động hóa, thiết bị lắp ráp, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, nơi mà tất cả mọi người sống như một gia đình, cùng nhìn về một hướng để xây dựng nền Tần Phát Etech cho thế hệ mai sau. Tầm nhìn chiến lược đó đến hôm nay đã được minh chứng bằng những thành công vang dội của Tần Phát Etech. Giờ đây doanh thu, nhân sự của Tần Phát Etech đã tăng trưởng ngoạn mục gấp nhiều lần so với ngày đầu thành lập. Qua 20 năm thành lập, tôi rất tự hào về sự phát triển của Tần Phát. Với quy mô ban đầu chỉ có 5 nhân sự và thực hiện được những cái hợp đồng rất nhỏ, 5 triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu. Và đến nay, nhân sự của Tần Phát chúng ta phát triển định lên đến gần 1.000 người và thực hiện được nhiều dự án hàng trăm tỷ đồng. Hai thập kỷ đi qua, Tần Phát Etech đã trở thành mái nhà thân thuộc, chứng kiến sự trưởng thành của nhiều cán bộ công nhân viên. Để giờ đây, chúng tôi vô cùng tự hào về một đội ngũ hơn 700 con tim ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, cùng một nhịp đập, cùng chung một chí hướng. Sự quyết tâm và nỗ lực quên mình của cả một tập thể viết nên câu chuyện thần kỳ mang tên Tần Phát Etech. Được cống hiến cho công ty là niềm tự hào của tôi. Những thành quả hôm nay mà tôi có được là nhờ vào sự đào tạo và phát triển thịnh vượng của Tần Phát Etech. Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn chọn và luôn chọn Tần Phát Etech là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi yêu Tần Phát Etech. Theo tôi, để Tần Phát Etech phát triển và đứng vững trong suốt chặng đường 20 năm qua, luôn tồn tại 3 trụ cột chính, đó là con người, tài chính, văn hóa. Tần Phát Etech đã làm tốt cả 3 điều ấy. Không có ai sinh ra đã là một người kinh doanh giỏi cả. Để đạt được điều này, người ta phải trải qua một quá trình trau dồi và tôi luyện đầy đủ những kỹ năng cũng như phẩm chất và những kiến thức ngoài thực tế. Ở Tần Phát Etech chính là một cái nôi tạo ra môi trường thực tế để cho những ai có sự đam mê về nghề kinh doanh có thể học hỏi và thực hành những điều đấy. Nghề lắp đặt và sửa chữa luôn ẩn chứa đầy rẫy những nguy hiểm, rình rập. Chính vì vậy, chúng tôi luôn được công ty đào tạo cơ bản về công tác an toàn lao động, giúp giảm thiểu rủi ro. Là một nhân viên mới, tôi thực sự rất may mắn khi được làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp như Tần Phát Etech. Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển của Tần Phát Etech, những người trẻ như chúng tôi tự nhận thấy rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa và mình phải luôn sẵn sàng cho tâm thế, làm thật, học thật. Mỗi dự án về đích thành công đối với chúng tôi là một niềm tự hào lớn và cũng là một phần thưởng vô giá. Quan trọng hơn, Tần Phát Etech là nơi trao gửi niềm tin của rất nhiều khách hàng lớn và đối tác uy tín trên thị trường. Bước sang năm thứ 20, Tần Phát Etech sẽ cải tiến đổi mới hệ thống từ con người, văn hóa, chế độ chính sách, quy trình quản lý để công ty phát triển toàn diện hơn và vươn lên một tầm cao mới. Chúng tôi tin rằng với những thăng trầm, nỗi vất vả, những giọt mồ hôi, nụ cười hạnh phúc trong 20 năm qua đã đúc kết thành một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết của ngày hôm nay. Công ty Tần Phát đến nay đã hơn 20 năm phát triển. Thì tôi và anh Phong là người đầu tiên đã xây dựng công ty. Thì đến nay tôi và anh Phong thấy rằng là cái kết quả mà đạt được của ngày hôm nay thì vượt qua cái sự mong đợi mà trước đây chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng công ty Tần Phát có được thành quả như ngày hôm nay. Bởi vì chúng tôi xuất phát từ những con người rất bình thường. Tôi và anh Phong từ hai nơi miền quê rất xa và đến đây chúng tôi chỉ có một cái cùng một tâm đầu ý hợp và muốn xây dựng một công ty
và về ngành lĩnh vực về ngành ô tô. Nhưng qua quá trình nỗ lực mà đến hôm nay chúng tôi thấy rằng là có kết quả này được thì đó là do sự đoàn kết, nỗ lực của Tô Bình Phong và sau này là cả tất cả lãnh đạo của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát. Về tương lai chúng tôi rất mong muốn để xây dựng một đội ngũ mà kế cận của ban lãnh đạo hiện tại để công ty phát triển trong thời kỳ công nghệ là 4.0 và sẽ còn nhiều vất vả hơn nữa để những thay đổi hơn nữa về công nghệ để đưa Tân Phát càng ngày phát triển hơn nữa. Đến nay Tân Phát đã có một cái hệ thống về quản lý và cơ sở vật chất tương đối lớn, nhưng để cho phát triển mạnh hơn nữa thì tôi nghĩ cần mọi người cần đoàn kết hơn nữa và nỗ lực hơn nữa để cùng nhau xây dựng Tân Phát càng ngày càng phát triển. Thưa tất cả anh chị em cán bộ, công nhân viên yêu quý, tôi không thể diễn tả hết bằng lời sự trân trọng, lòng tri ân của lãnh đạo Tân Phát E-Tech dành cho sự công hiến của các bạn. Từ người tài xế đến chị tạp vụ, từ người trợ lý đến người quản lý, những người đang hiện diện ở đây trong căn phòng này và tất cả những anh chị em giờ đang miệt mài, hăng say lao động tại các công trình, các dự án, với truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Tân Phát E-Tech và những người anh chị em trong đại gia đình Tân Phát E-Tech, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, gặt hái được kết quả to lớn hơn nữa trong tương lai, đưa Tân Phát E-Tech chạm tay tới tầm nhìn và hoàn thành 100% sứ mệnh